Xin chào anh chị, tôi tên là Toàn, tổng giám đốc công ty Kises. Hôm nay tôi đứng ở nhà máy sản xuất nội thất. Nhà máy này mình có thể nói là một trong vài nhà máy cao cấp ở Việt Nam. Họ chuyên về sản xuất tủ, bếp cho lẻ và dự án. Chủ của nhà máy này họ không có ngại đầu tư máy cao cấp nhất ở trong thị trường nhà máy chế biến gỗ. Ảnh đã đầu tư máy như là máy cắt của Sherling, máy dán cạnh IMA, máy khoan VSC, hệ thống hút bụi của JKF và con lăn của thương hiệu Leaf. Toàn mấy thương hiệu này là mình có thể nói là đứng đầu của ngành chế biến gỗ và rất là nổi tiếng trên thế giới. Mấy thương hiệu này là phần nhiều là của châu Âu, từ nước Đức, nước Ý và nước Đan Mạch. Thương hiệu Böckle là từ nước Đức. Họ có trên thị trường máy chế biến gỗ hơn được 100 năm. Họ chuyên về máy phun sơn, máy lăn sơn, máy ép laminate, máy hút chân, máy hút màn PVC chân không. Trước đây thương hiệu Böckle họ chỉ tập trung trong thị trường châu Âu, Mỹ là chính, bởi vì Böckle họ chuyên về sản xuất cho nguyên đường line như đường line sơn, đường line UV, đường line ép laminate. Vì ở Việt Nam mình chưa có yêu cầu mà nó cái liền line cao cấp như vậy, cho nên Böckle cũng chưa có tham gia thị trường ở Việt Nam. Và gần đây thì họ mới thấy là cái thị trường Việt Nam phát triển rất là nhanh và họ cũng muốn tham dự cái thị trường này, cho nên họ sẽ bắt đầu với một cái máy nhỏ, một cái máy standalone để tham gia thị trường ở Việt Nam. Hôm nay tôi muốn giới thiệu anh chị một cái máy ép laminate của Böckle mà anh chủ của nhà máy này là người đầu tiên đầu tư trong cái máy ép laminate của thương hiệu Böckle. Cái máy này bề dài tổng cộng là 12 m, bề ngang là 1.3 m, và mình có thể dùng vật liệu như là MDF, HDF, honeycomb, chipboard,
và mình có thể dựa gỗ tự nhiên cũng được dùng được trên cái máy này. Còn dùng vật liệu mà để ép lên mấy sản phẩm đó là có thể dùng HPL, CBL, acrylic, PET, PVC và paper. Cái bộ phận đầu tiên trước khi mà bán vô á là bằng làm sạch cho ván. Cơ nhưng mà ván mà đưa ra vô á là cái bàn làm sạch này nó làm cái sạch cho cái ván trước. Quan trọng nhất là cho mấy cái ván particle board là phải nên có cái bàn làm sạch phôi này. Khi mà làm sạch xong rồi á thì là đến trên bộ phận để hệ thống làm nóng ván. Hệ thống làm bóng loáng này rất là quan trọng khi mà anh ở mấy cái vùng mà nó hay bị ẩm hay là bị lạnh, cái nhiệt độ nó chênh lệch nhiều, thì anh có cái bộ phận hệ thống làm nóng ấm này để cho nó giữ được cái nhiệt độ bằng nhau hết. Sau khi anh làm sạch, anh làm ván nóng xong thì anh qua cái bộ phận lăn keo. Đây là cái bộ phận lăn keo của cái máy nước lề ép laminat. Cái bộ phận lăn keo này là bên mình dùng hệ thống lăn phun keo của Norton. Máy ép laminate của thương hiệu Berkeley sử dụng hệ thống phun keo của thương hiệu Norton. Đây là cái hệ thống phun keo kèm chung đi chung với cái máy ép laminate của thương hiệu Berkeley. Mình đang dùng keo Yowat, keo này là 200kg. Thì nếu mà anh chị ép chạy ván khoảng 200 đến 300 ván một ngày á, thì anh chị không có cần tới mà dùng 200kg, anh dùng có thể 20kg. Nếu mà khoảng 20kg thì dùng được cho khoảng 100 đến 150 tấm ván. Thì khi mà dùng hết xong cái 20kg thì anh thể có thể thay đổi thêm cái keo thêm 20kg nữa. Thì cái thời gian mà thay đổi keo thì cần khoảng là 20 phút. Mà nếu mà anh chị dùng khoảng 1000 tấm ván trong một ngày thì anh chị nên dùng cái keo 200kW. 200kg này thì anh chị dùng xong thì anh Tùng có thể đóng lại để đó, và có thể ngày mai ngày mốt anh thể dùng lại được, không có cần phải thay đổi gì hết. Quan trọng khi mà anh chị dùng lăn keo xong rồi, khi mà hết ca rồi đó, thì anh Tùng phải lau chùi cái con lăn của cái lau keo đó. Cái đó là rất là quan trọng, tại bởi vì anh chị mà không vệ sinh cái con lăn đó là sau này keo nó dính là có thể là hư hết cái con lăn. Như nãy tôi đã nói là quan trọng nhất là sau khi mà hoạt động cái máy này xong trong ngày á, thì mình phải nên vệ sinh cái máy này, vệ sinh cái con roller. Thì vệ sinh á, thì mình có thể đẩy nguyên một cái bàn này xuống như anh chị thấy trong hiện tại bây giờ. Thì khi bẫy này xuống á, mình có thể vô đây và mình mở cái nắp này lên và mình bỏ thuốc vệ sinh tẩy cái keo trên cái roller này. Cái cải keo đó mình có thể bên công ty Yowat họ có thể cung cấp cái thuốc tẩy đó, để tại vì nếu mà anh chị sau mà hoạt động cái máy này mà không vệ sinh cái con roller này á là keo nó sẽ dính. Tại keo này là keo Viva, và khi mà keo Viva nó dính trên mấy cái con roller này á là anh chị không có thể dùng lại được nữa. Cho nên rất là quan trọng là vệ sinh khi mà sau khi dùng cái máy này là vệ sinh cái con roller. Thì vệ sinh rất là đơn giản, như anh chị thấy mình chạy cái bàn này chạy xuống, đẩy nó xuống đây, mình vô đây mình vệ sinh. Tại giờ cái máy này nó đang hoạt động, thằng nào mình không có thể mở cái nắp này lên được. Nhưng mà khi mà hoạt động xong rồi mình tắt cái máy này á, thì mình sẽ mở cái nắp này lên. Và mở nó nắp này lên thì sẽ bỏ thuốc tẩy vô đây và sẽ cho nó chạy tẩy xong hết cái keo PUA. Sau đó rồi mình mới đẩy cái bàn về lại vị trí cũ và tắt máy xuống, và ngày mai mình sẽ hoạt động lại tiếp cái máy này. Máy Berkeley ép laminate này rất là đặc biệt, và mình có thể làm nói là máy đầu tiên ở Việt Nam có dùng được hệ thống bằng điều khiển bằng tiếng Việt. Như anh đây thấy là ở đây là tiếng Việt dùng để cho người hoạt động máy này dễ hiểu hoạt động cái máy này, và thí dụ có cái vấn đề gì thì nó sẽ hiện ra hết bằng tiếng Việt cho nhân viên giờ sử dụng máy này. Khi mà máy lăn ván keo xong láng qua đây rồi á, thì cái ván nó sẽ tới đây, và cái ray này á là để vật liệu như là acrylic, rồi họ sẽ kéo, họ sẽ bỏ trên ván. Khi mà ván ép xong rồi qua đây là sẽ ép ván vật liệu xuống lên ván. Và ở đây mình có thể dùng thêm cái vật liệu roller để cho vật liệu cuộn như là PVC, PET hoặc là paper.
Đó. Khi mà vật liệu qua cái con lăn này rồi đó, là đã cái gì là ván và cái mặt viện là cái trên được ép với nhau, và cái ván mình có thể nói là xong và sẽ gọi qua đây. Đây là nguyên cái hoạt động của cái máy ép laminate thương hiệu Bức Liền. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian để xem cái video clip này về máy ép laminate của thương hiệu Bức Liền. Cảm ơn bộ phận kỹ thuật lắp ráp của Kises và Bức Liền đã bay từ Đức về đây để lắp ráp. Tôi cũng muốn cảm ơn anh chủ của nhà máy này đã tin tưởng về thương hiệu Bức Liền để đầu tư một cái máy ép laminate đầu tiên ở Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video clip lần sau của Kises.